Quán bánh xèo đã có hơn 20 năm, nằm trong một con hẻm nhỏ ở thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang. Chủ quán là hai vợ chồng đã ngoài 50 tuổi, hiền lành và chịu khó. Họ dùng số vốn ít ỏi dành dụm được từ sau khi cưới để mở quán. Với những dụng cụ chế biến, bàn ghế đã dần cũ kỹ theo năm tháng, nhưng các món ăn thì luôn đảm bảo chất lượng và hợp vệ sinh. Khách đến quán hầu như là bà con họ hàng và những người quen trong xóm vì yêu mến tính tình chất phác và muốn chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của anh Vượng, chị Trinh. Lời lãi từ quán bánh xèo, dù anh chị chi tiêu tiết kiệm lắm thì cũng chỉ đủ cơm nước qua ngày. Nhưng vì hoàn cảnh ngặt nghèo riêng nên họ cũng không có khả năng kiếm thêm nguồn thu nhập khác. Hoàn cảnh ngặt nghèo của anh Vượng, chị Trinh, trước tiên đó là họ đang phải chăm sóc mẹ già ngoài 80 tuổi, nằm một chỗ. Bà bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp, viêm đường tiết niệu nhiều năm, không điều trị dứt điểm được. Vào năm 2019, bà lại bị ngã gãy chân. Đến đầu năm 2020, lại thêm tai biến nặng. Thế là từ đó đến nay, mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày của bà đều phải phụ thuộc vào con cái. Bên đây trở trời mày cơ hả? Uống xí sữa đây, rồi trưa nắm canh ăn chố cũng được. Không mày thì ăn chố cho không khỏe. Ăn uống có chuối rồi đó, ăn sạc không uống nữa. Chiều nay mưa giá đi bón à? Đây chứ, bón chứ. Bón mới có ăn, không bón lấy chị ăn. Mấy bữa này trời nắng, này cũng ế. Coi như lâu lâu mới có mưa mới đét. Nhưng mà mẹ đừng có lo, tụi con lo được. Rồi, thì có chi ăn nái, uống sữa, ăn chuối cho khỏe, rồi tụi con vui rồi. Chứ có bữa ăn ít vô đứng nào nổi. Con giàu nội, tam rửa, gạo đào rồi. Thương chứ có ăn con giàu không thương. Mà hắn cũng thương mà. Mong muốn cho có sức khỏe. Rồi mà ăn mới... cho có tiền, mình mới có ngày bữa bữa. Chứ không có tiền lấy gì mua, chị đi mua cái gì cũng phải có tiền mới mua được. Mà do mình thì bà đơn thân, hồi nữa là mẹ mình là bà nuôi chồng thấy bà cũng cực khổ. Nên thành ra trừ mình cũng kiện, cũng như mẹ mình cũng nuôi lại để bố hiếu cho mẹ. Mấy mẹ con rồi đùm bạc nha mà sống, cứ lấy đứa đó cứ có chị ăn nái, có cái là có một mình con dao, nên bà thương, bà cua con dao cũng như con ghé. Bà là hay lo hay tâm sự, như hồi bà cũng thân bà cái tông trách tất cho ông khỏe, cho để cực công cháu. Mà mình cũng khuyên bà là cái thôi mẹ cố gắng đi, con cái bố hiếu được chồng muốn bố hiếu. Chứ mẹ chết thì gia đình mình cũng buồn, sống cho con cái vui, để cho mình lo, để cho cái niềm vui của mình. Hoàn cảnh ngặt nghèo thứ nữa của anh Vượng, chị Trinh là đang phải cưu mang, chăm sóc cho đứa cháu ngoại bị tật nguyền bẩm sinh và ba đứa cháu ngoại khác. Các em đều là những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống khi ba mẹ các em đã mỗi người một nơi. Đáng thương nhất là bé Bảo Thi, sinh năm 2007. Em bị não úng thủy, thiểu năng trí tuệ, khuyết tật vận động, thời gian còn được ở bên ông bà chẳng biết còn được bao lâu. Xót xa cho hai đứa con gái cuộc đời lận đận, anh Vượng, chị Trinh dành hết tình yêu thương cho cháu ngoại. Dù kinh tế eo hẹp, anh chị vẫn cố gắng lo trọn vẹn miếng ăn, giấc ngủ, việc học hành, làm điểm tựa tinh thần ấm áp cho các cháu. Nhiều khi mình nghĩ cái gia đình mình không may mắn như người ta, nhà bệnh tật, con cháu đồ ấy, với là con cái nói chung có đứa mấy đứa con cũng không được hạnh phúc như họ, nên cũng hoàn cảnh mình cũng hơi buồn. Còn ông chồng thì nói chung hồi trước nhà thì ông thể nê. Mà nhưng mà trừ xương khớp quá thì ông ở nhà đi phụ với hai vợ chồng bón, đủ đắp qua ngày đó. Đát đó thì không có lợi xíu, thôi có chồng mua mình ăn chồng nái đó. Hai chồng cưới cũng được ba mấy năm, gia đình mình cũng nghèo khổ. Có đi ra đi mượn gì làm nhà ở đó. Chị rất là chịu khó luôn. Lộn tới 90 tới 10 giờ đêm chưa xong. Khổ lắm, lo bà già rồi lo cho cháu nữa. Mình đàn ông nhờ mà thấy vợ mình cực khổ mình cũng thấy thương lắm. Mong muốn vợ có sức khỏe.
vợ chồng cũng động viên nhau, lồm động khó nhọc mà cũng cố gắng vượt qua. Mỗi ngày của vợ chồng chị Trinh hầu như quần quật từ sáng đến đêm. Buổi sáng sớm dậy đi chợ, mua nguyên liệu làm bánh. Về đến nhà thì tập trung lo cho mẹ và cháu ngoại. Trưa lo chuẩn bị sơ chế thực phẩm để đầu giờ chiều xuống quán bánh xèo. Đến tối thì anh chị thay phiên chạy về nhà lo cơm nước cho mẹ và các cháu. Đó là những hôm bình thường, còn nhiều khi trái gió trở trời, mẹ và cháu ngoại đau nhức trong người, anh Vượng chị Trinh lại càng tất bật lo toan hơn. Thế nhưng, dù vất vả đến mấy, anh chị vẫn không than thân trách phận, vẫn giữ trọn vẹn tình yêu thương gia đình để mẹ và con cháu có được điểm tựa tinh thần vững chãi. Nhiều khi trừ cái cảnh mình cũng tính đi lòm thứ khác mà cũng không được. Trừ đi thì không có ở nhà chăm sóc. Nên thôi, trừ phụ nữ thì mình cũng phải cố gắng đóng đơn lên, phải yêu thương trong gia đình mình. Trừ mình cũng phải giúp như chủ dựa của mẹ mình đó. Con cái rồi mình phải mạnh mẽ lên, phải lòm ăn để có tiền nuôi mẹ, nuôi con, nuôi cháu. Trồng cho mấy đứa cháu mình, lo cho hắn lại sau này. Cố gắng hàng hạt lên để trông, đừng có giống như bận quản. Thế là mình mong nguyện rồi. Chị mong muốn rằng có tiền cho ăn xuống chi. Mà lùm ràng có tiền này. Dù hoàn cảnh nhiều khó khăn, nhưng gia đình anh Vượng chị Trinh vẫn nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Họ là tấm gương của xóm làng về việc xây dựng mối quan hệ gia đình gắn kết, giàu tình yêu thương, về lòng hiếu thuận với bậc sinh thành, về nuôi dạy con cháu ngoan ngoãn lễ phép. Chính quyền và các đoàn thể địa phương luôn dành sự quan tâm đến mái ấm này bằng những phần quà vào mỗi dịp lễ Tết. Tuy không nhiều, nhưng đã giúp động viên tinh thần, kích lệ ý chí phấn đấu vươn lên của vợ chồng anh chị. Hôm nay lần nữa đến thăm gia đình thì cũng mong muốn là hội từ thiện thành phố cũng như chính quyền địa phương và cán bộ từ thiện địa phương ở đây cũng tiếp tục hỗ trợ cho gia đình. Còn về phía công ty thì dĩ nhiên là chúng tôi có tài trợ nhỏ cho gia đình để tạo điều kiện cho gia đình vươn lên, làm cho cuộc sống nó tốt đẹp hơn và công việc giữ gìn cái mái ấm gia đình hiếu thảo thì nó được duy trì tốt hơn. Hy vọng cái cuộc sống của chị ngày càng sẽ được tốt đẹp hơn. Và muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn thì mình phải cố gắng về sức khỏe và xây dựng một cái gia đình sao cho nó bình đẳng, nó tiến bộ, nó hạnh phúc, ấm êm. Thì mình mới là cái tấm gương cho con cháu của mình và nhất là hiếu thảo với cụ già. Bởi vì mình nó là rất trẻ để cho tương lai mình cũng già. Phải nè, quy luật mà. Hôm nay thì đặc biệt là được sự quan tâm của Mạnh Thường Quân cho chú Giang đây thì địa phương rất mừng. Đây cũng là một nguồn động lực để hỗ trợ cho gia đình cô Trinh để cô có khả năng mà vươn lên trong cuộc sống cũng như chăm sóc cho mẹ mình tốt hơn. Thế còn nếu mà để mà thoát ra khỏi ngành nghề thì rất khó, chứ không phải dễ gì một sớm một chiều. Mong rằng cô Trinh đây cũng là xem đây là một động lực. Bên cạnh hỗ trợ Mạnh Thường Quân thì các chính quyền địa phương ở đây cũng như là các cộng đồng trị ở đây cũng xem xét hỗ trợ thêm cho gia đình. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tấm Gương Hiếu Thảo. Có lẽ qua đoạn phim vừa rồi, quý vị cũng đã thấy được phần nào khó khăn vất vả và nỗi niềm âu lo trĩu nặng trên vai những thành viên trong gia đình chị Biện Thị Mai Trinh, trú tại thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang. Và chắc hẳn quý vị cũng cảm nhận được sự chịu thương chịu khó, cũng như tinh thần lạc quan vượt qua nghịch cảnh của họ. Sự nỗ lực ấy được bắt nguồn từ tình yêu thương gia đình sâu sắc, nghĩa vợ chồng đồng cam cộng khổ và trên hết là mong muốn báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của bậc làm con với cha mẹ. Vâng, chị Biện Thị Mai Trinh, nhân vật của Tấm Gương Hiếu Thảo kỳ này, một người con luôn dành tình yêu thương và chăm lo cho mẹ chồng chu đáo, một người vợ hiền đảm đang chịu thương chịu khó và đặc biệt là một người mẹ, người bà thương con xót cháu hết mực. Và quả thực là Đình Trực rất là cảm phục với một người phụ nữ với rất nhiều những đức tính tốt đẹp của chị. Và ngày hôm nay, chương trình mời chị đến với phim trường của Tấm Gương Hiếu Thảo, mong muốn mang đến cho chị một phần hỗ trợ để tiếp thêm động lực, giúp chị vượt qua những gian truân của cuộc sống và đặc biệt là giữ được đạo hiếu thuận của mình. Nhưng trước tiên thì Đình Trực xin giới thiệu đến chị cũng như quý vị khán giả những khách mời quen thuộc của chương trình Tấm Gương Hiếu Thảo. Đầu tiên là bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ Thiện và Bảo vệ Quyền Trẻ Em thành phố Đà Nẵng. Ông Hà Giang,
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Hà Giang Phước Tường. Được biết chú Giang và cô Tám đã đến thăm và tìm hiểu về nhân vật của tấm gương hiếu thảo kỳ này. Vậy thì cảm xúc của cô Tám và chú Giang như thế nào? Vừa rồi thì tôi và anh Giang cũng đã đến thăm gia đình Trinh và cũng thấy một cái hoàn cảnh hết sức là đặc biệt. Phải nói là nói chung là người phụ nữ ai cũng có lòng thương yêu chồng, thương yêu con, thương yêu cháu, thương yêu cha mẹ hết. Nhưng mà đối với chị Trinh là một cái hoàn cảnh là hai vợ chồng sức khỏe cũng yếu, mà chủ yếu là bán bánh xèo thôi, thu nhập rất là thấp. Nhưng mà với cái tình cảm, tình thương và trách nhiệm đối với gia đình thì phải nói là Trinh đã làm trọn vẹn cái người dâu, chăm sóc mẹ chồng. Không những chăm sóc mẹ chồng mà chăm sóc con, không những chăm sóc con mà đến cháu ngoại bị bệnh rất là hiểm nghèo nằm một chỗ. Mà Trinh cũng đã cố gắng hết sức, đúng là người phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng chịu thương chịu khó, lúc nào cũng thương chồng thương con, đặc biệt là thương những người mà ngay cái người không phải sinh ra mình nhưng mà mình coi như là mẹ ruột của mình, thì đó là một cái sự hy sinh rất là lớn và cũng là một cái tấm gương rất là xứng đáng. Vâng, và có lẽ với cô Tám là một người phụ nữ từng trải qua những năm tháng khó khăn của cuộc sống, với trách nhiệm làm mẹ, làm vợ, làm con, với nhiều nỗi lo toan trong gia đình, nên cô thấu hiểu và đồng cảm được với nhân vật của tấm gương hiếu thảo kỳ này là chị Trinh. Còn với chú Giang, suy nghĩ của chú như thế nào? Chú cũng đã có những người con cháu rất hiếu thuận với mình. Vậy thì trường hợp của chị Trinh thì với cảm nhận của chú có điều gì khác không ạ? Nói chung là nói về cái sự hiếu thảo, cái tấm lòng hiếu thảo của người con đối với bác sinh thành thì mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau, cho nên cái sự thể hiện cái lòng hiếu thảo nó cũng khác nhau. Khi mà thăm cái gia đình của cô Mai Trinh đây thì chúng tôi thấy rằng là hoàn cảnh về kinh tế thì rất là khó khăn, nhưng mà ở đây lấy cái trung tâm đoàn kết của cô Mai Trinh cùng với tất cả người trong gia đình đã xây dựng được cái mái ấm tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau, kính trên nhường dưới, không chăm sóc mẹ già, chăm lo các con các cháu rất là ấm áp tình cảm. Qua đó thì công ty cơ khí Hà Giang Phước Tường cũng đồng hành bằng cái hành động cụ thể, tức là sẽ tặng món quà số tiền là 50 triệu. Thì đối với cái tình hình kinh tế thị trường hiện nay thì 50 triệu không lớn, nhưng mà tôi hy vọng rằng là với cái tính cần cù chịu khó lao động của gia đình lâu nay, với sự vun quén chăm lo tiết kiệm để mà lo cho gia đình, thì tôi nghĩ rằng là gia đình cô Trinh sẽ sử dụng tiền này có hiệu quả. Và ngay bây giờ xin mời chú Giang và cô Tám sẽ gửi món quà này đến với chị Biện Thị Mai Trinh. Vâng, một giấy khen tấm gương hiếu thảo do Hội Từ Thiện và Bảo vệ Quyền Trẻ Em thành phố Đà Nẵng trao tặng. Và đặc biệt là khoản hỗ trợ 50 triệu đồng đến từ Công ty Cổ phần Cơ khí Hà Giang Phước Tường dành cho gia đình chị Trinh. Khi nhận được món quà này từ chương trình tấm gương hiếu thảo thì cảm xúc của chị như thế nào? Mừng lắm, sự của như nghe món quà đâu. Mừng mà như mà phải cố gắng cái số tiền này về cho kinh doanh để thêm vô để làm đổ hồi nữa, đổ bánh xèo là đổ thon khúa quá, nên nhiều người vô ăn là ông kêu ăn rồi ra ngày mùi khúa không, nên đã trừ nhờ cái chú Giang hỗ trợ vô thêm vô để bếp ga, để mình bình ga, để mình làm vô mình kinh doanh vô cho sạch sẽ, cho để khách đồ họ vô họ ủng hộ vô họ thấy sạch sẽ là không khúa không đồ nữa, để cho kiếm cái đồng lời để về nuôi mẹ nuôi cha. Cảm ơn chú Giang với lại cô Tóm món tặng món quà rất ý nghĩa cho gia đình. Dạ vâng, em nghĩ trong thời gian qua chị đã sống và đối đãi rất tử tế với mọi người xung quanh, cho nên những điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến với chị trong tương lai. Cũng giống như câu chuyện vui ngày hôm nay vậy, chị đã được kết nối với các nhà tài trợ, được động viên và chia sẻ một khoản tiền em nghĩ là rất cần thiết với gia đình mình trong thời gian này, phải không ạ? Chị hãy kiên trì và mạnh mẽ, và đặc biệt là hãy luôn yêu thương những thành viên trong gia đình, và chúc cho chị và chồng của mình sẽ chân cứng đá mềm, tiếp tục xây dựng một gia đình ấm no hạnh phúc. Và một lần nữa xin được cảm ơn cô Tám, Chủ tịch Hội Từ Thiện và Bảo vệ Quyền Trẻ Em thành phố Đà Nẵng đã làm cầu nối với các tấm lòng hảo tâm biết đến các nhân vật. Cảm ơn nhà tài trợ là chú Giang đã đồng hành cùng với chương trình Tấm Gương Hiếu Thảo thời gian qua. Hy vọng của chú sẽ đồng hành cùng với chương trình thật lâu hơn nữa để nhiều tấm gương được tôn vinh và được giúp sức hơn. Thưa quý vị khán giả, nếu quý vị có lòng hảo tâm muốn giúp sức cho nhân vật kỳ này
hoặc những trường hợp khó khăn trong cuộc sống, xin hãy liên hệ tại địa chỉ Hội Từ Thiện và Bảo vệ Quyền Trẻ Em thành phố Đà Nẵng, địa chỉ số 522 Ông Ích Khiêm, điện thoại 02-363-868-322. Đến đây chương trình Tấm Gương Hiếu Thảo xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.